chào bà con nông dân và quý khán giả đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Bạn Nhà Nông. Chương trình hôm nay do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Tập đoàn An Nông thực hiện. Thưa bà con, trong chương trình Bạn Nhà Nông kỳ trước thì với chủ đề là chăm sóc lúa làm đồng già trổ thì các quý diễn giả cũng đã hướng dẫn cho bà con rất nhiều về những cái giải pháp để bà con chăm sóc tốt cho lúa ở giai đoạn quan trọng này. Và chúng tôi cũng đã nhận được nhiều câu hỏi của bà con gần xa gửi về, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên là các quý diễn giả chưa trả lời hết cho bà con. Và trong chương trình hôm nay thì thể theo yêu cầu của nhiều bà con nông dân thì chúng tôi cũng tiếp tục mời các quý diễn giả của chương trình sẽ lưu ý cho bà con một số vấn đề quan trọng cũng như là hướng dẫn cho bà con những cái giải pháp để bà con có thể chăm sóc quản lý hiệu quả lúa ở giai đoạn từ đồng trổ và đến khi mà lúa chín để đạt năng suất cao nhất, mà mục tiêu mà chúng ta hướng đến đó là giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho vụ lúa hè thu 2024 này trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến phức tạp. Mời bà con cùng tham gia chương trình bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc của bà con có liên quan đến chủ đề này về cho chương trình qua hai số máy điện thoại quen thuộc đang hiện trên màn hình, sẽ được các quý diễn giả của chương trình trả lời trực tiếp trong cái sóng của chương trình này. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những quý diễn giả sẽ tham gia chương trình hôm nay. Trước hết xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hồ Văn Chiến, chuyên gia bảo vệ thực vật. Và xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Võ Văn Men, chi cục trưởng, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt là rất vui và hân hạnh giới thiệu doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Lời đầu tiên thì chương trình xin cảm ơn quý diễn giả đã nhận lời đến tham gia chương trình và xin cảm ơn tập đoàn An Nông đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa bà con, còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào nội dung chính của chương trình hôm nay. Trước hết thì xin trao đổi với tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa tiến sĩ, ở giai đoạn trổ mà bà con nông dân trồng lúa rất là phân vân với một cái trường hợp là lúa đã trổ rồi nhưng mà vẫn thấy rầy nâu tấn công. Vậy thì bà con có nên là phun thuốc hay là bà con có thể xử lý bằng cách nào khác ạ? Cảm ơn Kim Nữ. Kính thưa bà con, thì trong cái vụ đông xuân vừa qua đó bà con, thì chúng ta thấy là rầy nâu nó có xuất hiện cũng khá nhiều và cũng có xuất hiện cái vàng lùn lùn xoắn lá. Và hiện nay là cái hè thu chúng ta bắt đầu, thì chúng ta biết là cái gió nó đang Tây Nam, tức là vừa qua là nó bị ở Kiên Giang hoặc Hậu Giang này kia đó, bây giờ gió Tây Nam tức là nó đẩy ngược trở lên lại, thì bà con mình ở cái vùng phía trên này, ví dụ như Tiền Giang, Long An là nên chú ý. Con rầy nâu nó mang cái mầm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua đó bà con biết là cái mặt số nó còn thấp. Và bây giờ là cây lúa hè thu chúng ta đã gieo xạ xong hết rồi, gần xong hết rồi. Thì chúng ta thấy là cây lúa chúng ta lớn thì cái vàng lùn lùn xoắn lá chúng ta không sợ nữa. Tại vì cây lúa lớn mà nó chống chịu rất là tốt. Riêng đối với cái con rầy nâu thì như tôi nói, tức là nó vẫn có khả năng là nó đâu đó nó có khả năng là mình phun nó không hiệu quả, thành ra cái mật số nó tăng cao. Thì bây giờ cái trong cái vụ mà đông xuân mà nó còn lại đó bà con, và cái hè thu đó thì chúng ta còn khoảng gần hơn 1 triệu hecta, còn cái thu đông thì nó cũng còn khoảng 350.000. Còn cái con rầy nâu thì theo Trung tâm Bảo vệ và phía Nam hiện nay thì nó xuất hiện cũng hơn 300.000 hecta. Mặc dù nó rải rác nhưng mà bà con mình biết khi mà mình sử dụng thuốc sai, mình quản lý nó không tốt thì coi chừng nó bùng phát. Thì như vậy là chúng ta, Kim Nữ hỏi về nếu mà có thì ở sao, ở giai đoạn đồng trổ thì tôi khuyên bà con nên tập trung phun làm sao cho nó hiệu quả. Nếu mà có mật số cao chúng ta phải hạ xuống, tại vì nếu mà không hạ xuống thì nó chích cây nhựa cây lúa, nó làm cho cây lúa vàng. Và chúng ta muốn hạ xuống là không phun bằng cái rôn. Bà con mình phun rôn là cái con rầy nâu nó sống ở dưới gốc. Và phun không tới là mình chỉ có tiêu diệt con thiên địch thôi. Và cây lúa chúng ta nó sẽ bị cháy rầy. Thì cái đó là cái vấn đề bà con mình nên chú ý. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến với những thông tin về rầy nâu cũng như là các giải pháp mà bà con có thể ứng xử trên đồng ruộng ở trong cái giai đoạn mà lúa làm đồng trổ, cũng như là trong bối cảnh mà rất là quan trọng ảnh hưởng đến năng suất như thế này. Thưa bà con, cùng với rầy nâu thì bà con đang rất là quan tâm đến việc là chăm sóc bộ lá để cho bộ lá phát triển một cách hoàn hảo để có thể tạo được năng suất cao sau này. Trong khi đó thì bộ lá ở giai đoạn mà đồng trổ này thì rất là dễ bị các loại bệnh hại tấn công.
trong đó có một số bệnh mà bà con rất quan tâm, đó là bệnh vàng cao nè, rồi bệnh vàng lá và bệnh trái bìa lá. Chị thì mời thạc sĩ Võ Văn Men hãy trao đổi cùng bà con ba loại bệnh này để bà con có cách bà con phòng trừ hiệu quả. Cảm ơn Kim Nữ. Kính chào bà con nông dân. Thì qua cái ý của Kim Nữ đặt ra đó là hiện nay trên đồng ruộng thì có rất nhiều đối tượng mà nói các cái loại bệnh mà gần gần giống nhau. Dạ. Nhiều khi mình nhìn trên cái đồng ruộng mình đi xa xa thì thấy hình như là có một cái bệnh. Dạ. Nhưng mà thật sự thì các cái loại bệnh là lại là nó có hình dáng và cái màu thì nó gần giống nhau. Cho nên Kim Nữ đặt vấn đề là bây giờ hiện nay á là để phân biệt cho bà con biết được. Bởi vì nếu mà như chúng ta không nhận biết được thì trong quá trình phòng trừ thì lại là nó không hiệu quả, không hiệu quả. Cho nên là chúng ta phải nhận biết được, rồi sau đó thì chúng ta có giải pháp phòng trừ thì nó có rất là hiệu quả. Thì thực tế trên đồng ruộng thì có những cái loại bệnh thì chúng ta thấy nó gần giống nhau. Ví dụ như là cái bệnh vàng lá chín sớm, rồi cái bệnh trái bì lá và cái vàng cao là do vàng lùng ở giai đoạn đầu của giai đoạn cuối, giai đoạn sau thì chúng ta nhìn ở xa thì chúng ta thấy thì nó gần giống nhau. Nhưng mà chúng ta ở cái giai đoạn bà con nông dân hiện nay tôi thấy gần nó còn có cái khó khăn là nhận diện ở cái lúc mà vết bệnh ban đầu đó là cái giai đoạn mà khó nhận biết nhất. Thì để phân biệt được ba cái đối tượng này thì tôi xin trao đổi với bà con có mấy vấn đề. Cái thứ nhất, đối với cái bệnh vàng cao hay gọi là vàng lùng mà cái bệnh này nó xuất hiện ở giai đoạn sau, tất nhiên là sau khoảng 30 ngày trở đi đó, và khoảng mấy 30 ngày đó thì mình gọi là vàng cao. Thì vàng lùng là chắc có lẽ là bà con đã trồng lúa thì bà con cũng nhớ rằng trong cái vụ hè thu của năm 2026, 2006 thì đây là một cái trận dịch mà nói vàng lùng và lùng xuống lá rất mạnh. Và sau đó thì nó kéo dài vài năm sau. Thì cái giai đoạn này thì đối với bệnh này thì chúng ta cũng khó có cái giải pháp, bởi vì nó chúng ta còn ở bước đầu, cho nên vấn đề là quản lý nó rất khó. Thì sau đó chúng ta mới tìm ra được cái giải pháp để gọi là quản lý. Thì trong đó có cái giải pháp là gì? Thì gieo xạ đồng loạt nó vậy, tập trung nó vậy. Đây là một giải pháp tôi cho rằng hiện nay rất hiệu quả. Thì để quay lại cái vấn đề là vàng cao. Thì vàng cao thì chúng ta đứng nhìn bên xa đó, thì chúng ta thấy rằng nó vàng, cái lúc vàng đó thì chúng ta thấy giống như cái bệnh vàng lá chín sớm. Nhưng đặc biệt là chúng ta thấy là cái bệnh vàng cao ở giai đoạn đó thì cái cây lúa, trong một bụi lúa thì có những cái cây, chúng ta nhìn ở xa rẽ gác đó, thì có những cái lá, khi mà chúng ta phân biệt được là cái lá nó xè ra ngang, xè ngang, thì đó là một cái triệu chứng là vàng cao ở giai đoạn cuối của giai đoạn sau của vàng lùng. Còn về chiều cao nó thì nó hơi lùng hơn các cái cây bình thường chút xíu, thì đó là vàng cao. Còn về cái bệnh vàng lá chín sớm thì bà con biết là trước đây thì nó có xuất hiện nhiều, nhưng sau đó một khoảng thời gian thì lại xuất hiện ít, nhưng mấy năm nay thì bắt đầu có lại. Thì đối với bệnh vàng lá chín sớm thì cái vết bệnh đầu tiên nó là những cái vết bệnh nhỏ màu xanh nhạt, màu vàng nhạt, rồi sau đó cái vết bệnh này lớn dần lên và nó kéo ngược lên cái chóp lá, rồi sau đó thì vết bệnh nó tăng diện tích lên thì nó làm cho cái lá nó bị cháy toàn bộ cái lá. Còn đối với cái bệnh mà cháy bì lá thì chúng tôi cái bệnh vàng lá chín sớm đó thì do nấm, còn đối với bệnh mà cháy bì lá đó thì do vi khuẩn. Nhưng mà cái bệnh cháy bì lá nó khác ở với cái bệnh vàng lá chín sớm là tất nhiên là cái vết bệnh nó đầu tiên ở trên gần chóp lá hoặc là cái bì lá, sau đó cái vết bệnh nó lan dần bên trong và cuối cùng nó làm cho cái lá nó khô và chết, nó sẽ khô nó chết cái lá luôn. Thì đó là những cái triệu chứng cũng như là cái khác biệt giữa ba cái loại bệnh này. Về cái cách quản lý mà bệnh cháy bì lá thì tôi thấy rằng là chúng ta có hai cái biện pháp để quản lý. Cái thứ nhất là cái biện pháp phòng và cái biện pháp là trị. Thì đối với cái bệnh cháy bì lá cũng như các cái loại bệnh khác thì có những cái đặc tính riêng. Thì đối với bệnh cháy bì lá thì tôi thấy rằng là chúng ta phải xử lý ban đầu bằng cách phòng. Cái thứ nhất là chúng ta phải làm đất kỹ, làm đất để mà diệt cái mầm bệnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta xử lý cái phân bón, bón phân phải bón cân đối, mà đặc biệt là không bón chứa đạm.
trong đó là cái giai đoạn lúa làm đồng. Nếu như chúng ta bón dư đạm thì và cái điều kiện thời tiết mà mưa nhiều và gió mạnh thì các cái dư hứng này nó phát triển rất mạnh, mà nếu mà dư đạm nữa thì chắc chắn rằng cây lúa chúng ta nếu như có mầm bệnh ở trên đồng ruộng thì cây lúa chúng ta sẽ bị nặng hơn, mặn hơn. Đó là cái giải pháp phòng. Còn và đồng thời cũng chúng ta phải gieo xạ với mật độ là vừa phải, tránh trường hợp là xạ quá dày, xạ quá dày. Còn đối với sau khi mà chúng ta làm các cái giải pháp phòng rồi, nhưng mà với áp lực của cái thời tiết cũng như là mức độ bệnh nó mạnh thì chúng ta có cái giải pháp nữa là trị. Thì trị hiện nay thì có các cái loại thuốc để mà trị cái bệnh trái bì lá này ở trên ruộng có rất nhiều. Nhưng chúng ta phải phòng cái phun là phun phải kịp thời, phun kịp thời, mà đặc biệt là cái trái bì lá này nếu như mà nó xuất hiện ở giai đoạn trước á, thì nó ít ảnh nó ảnh hưởng năng suất rất lớn. Nhưng mà nếu như bệnh trái bì lá mà nó xuất hiện sau khi lúa chúng ta đổ đều rồi thì tới khi mà chúng ta thu hoạch á, thì cái bộ lá mà nó bị như thế thì nó cũng ít ảnh hưởng. Thì đó là một số cái thông tin để trao đổi cùng bà con. Xin cảm ơn. Dạ, vậy là vàng cao rồi vàng lá chín sớm hay là trái bì lá thoạt nhìn thì có vẻ giống nhau, nhưng mà cái nguồn gốc gây bệnh thì khác nhau, cho nên là bà con quan tâm theo dõi cái phần trình bày vừa rồi của thạc sĩ Men để bà con có cách quản lý phòng trừ cho từng loại bệnh một cách hiệu quả, để có thể bảo vệ được cái bộ lá, để bộ lá có thể là tiếp tục phát triển và tiếp tục cho năng suất cao ở cái giai đoạn mà trổ và chín của cây lúa. Thưa bà con, cùng với những cái loại bệnh mà tiến sĩ Chiến rồi thạc sĩ Men rồi thông tin đến bà con, thì ở giai đoạn lúa đồng trổ này bà con còn rất là ngại con nhện dế, bởi vì con nhện dế mà xuất hiện thì có thể làm thối bẻ lá hoặc là nó có thể chui lên vỏ trấu. Vậy thì mời doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy tiếp theo chương trình hãy hướng dẫn cho bà con ứng phó với con nhện dế này như thế nào ạ. Cảm ơn Kim Nữ. Chúng ta vừa nghe thầy Men nói về vấn đề cái bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra, thầy đã nói về cái việc mà phòng rất là nhiều. Riêng về cái phần trị thì Bích Thủy cũng xin có tham gia thêm một tí nữa. Đối với cái việc mà trị á, thì chúng ta sẽ dùng thuốc để phun. Thì vi khuẩn á, mà gây nên bệnh vàng cao hay là trái rìa lá thì chúng ta sẽ sử dụng là siêu khuẩn với gốc rhodophyll và salicylic acid. Chúng ta nhớ là trên thị trường cũng có rất nhiều loại thuốc để trị khuẩn, nhưng mà đặc biệt của Bích Thủy thì nó là một cái hỗn hợp gồm rhodophyll là chất cái một cái hoạt chất để trị, và salicylic acid là giúp cho cái lúa mình nó sẽ phục hồi nhanh hơn. Còn dưới vàng lùn xoắn lá thì là chưa có trị được nha. Chúng ta sẽ là trị cái tác nhân gây di truyền á, mang cái lây nhiễm á, lá là con rầy, thì chúng ta biết là con rầy thì chúng ta sẽ sử dụng bằng siêu chết và chúng ta cố gắng là bón phân cho cái cây mình nó giật lên để nó phát triển. Rồi còn vàng lá chín sớm là do nấm gây ra, thì riêng cái bệnh này á, thì chúng ta sử dụng cái gốc tebuconazole nó thì sẽ hiệu quả cao nhất, đó là cái tên thương mại của tập đoàn An Nông là Poly An Nông. Còn về cái nói về con nhện dế mà Kim Nữ vừa đề cập á, thì Bích Thủy thấy rằng là bà con mình á, thường hay nhận xét sai về triệu chứng. Chúng ta vừa thấy vết cạo gió thì người ta kết luận là con nhện dế rồi lấy thuốc nhện xịt thì không có hiệu quả, đồng thời là tốn tiền, và chúng ta cần phải quan sát kỹ bằng cách là chúng ta có thể là tước một cái bẹ lá để mà xem trong đó là có cái quần thể nhện hay không. Thì chúng ta lấy cái tay mình tước cái bẹ lá xong rồi chúng ta lấy cái tay mình vuốt thử, nếu mà nó nhám tức là quần thể nhện thì lúc đó kết luận là nhện thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc nhện, còn không thì nó gọi là bệnh thối bẹ đó thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc nấm nha bà con. Thì chúng ta biết qua sơ về con nhện nó rất là nhỏ xíu thôi, mà cái màu nó trong nó cũng khó nhận ra lắm. Chúng ta chỉ có thể là coi qua kính lúp kính hiển vi thì nó phóng đại lên thì chúng ta mới nhìn thấy. Và đặc biệt là nó đẻ cũng khá nhiều, nó đẻ tới 50 trứng và giai đoạn trứng từ 2 đến 3 ngày, đặc biệt là những trứng không được thụ tinh thì nở ra thành con nhện đực và vẫn phá hoại nha. Thì cái bạn này là khỏi lấy chồng luôn. Vô tính. Sinh sản vô tính. Thì cái đó là cái ghê nhất nha các bạn. Rồi ấu trùng thì nở
và hoạt động kéo dài một ngày sau, và chúng ta thấy rằng là nó không có đi gì trên tại chỗ thôi mà nó vẫn phá hoại nha. Ấu trùng có 6 chân và khi nó trưởng thành thì là 8 chân, thì nó đặc biệt như vậy đó. Nó là bộ gì anh? Sâu bọ anh? Không phải sâu bọ. Nó là côn trùng là có 6 chân. Dạ, nó là côn trùng nên là 8 chân. Dạ, nên nhiều khi bà con mình cứ thấy cứ lấy thuốc sâu xịt sau là thuốc là sâu á thì là nó không có hết đâu, nên chúng ta phải sử dụng thuốc đặc trị. Và dòng đời con nhện thì nó là khoảng từ 10 đến 15 ngày đó. Thì bây giờ chúng ta muốn mà trị được cái loại này thì chúng ta phải sử dụng là thuốc đặc trị là cái siêu nhện á, tebufemirast á, và đặc biệt là trong đó nó cộng với buroferin là ung luôn trứng nhện. Như vậy là 50 trứng kia chúng ta sẽ phải ung trước khi nó nở nha. Đó, chúng ta vừa thấy triệu chứng là chúng ta phun liền, đừng để nó có được cái thời gian mà nở ra thì nó nhiều quá, chúng ta tốn thuốc và chưa chắc là chúng ta có thể là kìm hãm được cái sự phát triển của nó. Và đặc biệt là khi nhện vé đi theo, nó chích và nó để lại cái vết đó, thì rất là dễ bị nhiễm bệnh. Lúc này là bệnh rồi nha, bệnh gây thối bẹ. Cái tên nấm nó dài lắm mà Thủy không nhớ. Tên nấm là gì anh? Charoladium. Đó, Charoladium. Cái mấy cái tên khoa học này nó hơi dài, nhưng tôi cũng nhớ rằng là khi mà con nhện, sau khi diệt nhện xong thì chúng ta xử lý bằng thuốc trừ nấm bệnh. Thuốc trừ nấm bệnh thì với Thủy nói thật ra đối với thuốc trừ nấm bệnh này thì chúng ta sử dụng một cái loại thuốc rất là tuyệt vời nhưng mà hơi mắc chút xíu, đó là Mifratop, đó là azoxystrobin cộng với difenconazole. Tuy nhiên là chúng ta có thể sử dụng cái loại rẻ hơn tí xíu là tin Italy Super hoặc là hexaconazole. Đó là những cái phương pháp mà chúng ta phòng trị. Nếu cái gì thấy còn thắc mắc gì thì nhắn tin cho Bích Thủy đi, chương trình cần có thời lượng để trả lời những câu hỏi khác. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, nhưng mà cho em hỏi thêm, có phải là mình sau khi trừ nhện thì mình phun thuốc trừ nấm bệnh, bởi vì những cái vết mà do nhện vé cắn sẽ là cơ hội để các bệnh khác xâm nhập. Đúng rồi. Dạ, xin cảm ơn Tổng Giám đốc Bích Thủy. Thưa bà con vừa nghe phần trình bày của Tổng Giám đốc Bích Thủy với ngôn ngữ cũng như là với những cái ví dụ rất là thú vị, dễ nhớ. Vậy thì để theo dõi tiếp tục chương trình thì chúng tôi mời bà con xem tiểu phẩm ngắn sau đây để bà con gặp lại nhân vật anh Tư Bình, để xem gia đình anh Tư Bình đang chăm sóc lúa ở giai đoạn đồng trổ như thế nào, đặc biệt là gia đình anh Tư Bình sẽ có bí quyết gì để cung cấp dinh dưỡng cho lúa hè thu trong bối cảnh mà diễn biến thời tiết rất là phức tạp như hiện nay. Mời bà con theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây. Ông Hai ơi! Ông Hai! Trời ơi, nhà cửa gì vắng quê vậy trời? Ông Hai cái gì? Má nằm ngồi đỡ đi đi. Ngồi đỡ đi để con kêu ông Hai ông ra ông ấy. Rồi, vậy bây giờ con đi kiếm cho má Năm ít nước sạch đi, má Năm rửa cái chân. Ha. Trời ơi, rửa cái gì để con kêu ông Hai ông ra, ông coi, ông ấy thuốc cho má chứ cái này mà để nhiễm trùng là nguy hiểm lắm á. Trời ơi. Mà thiệt, cái con nói thiệt, con nói má rồi, thật sự nhiên sao đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng mà không có mang ủng, mang gì hết. Kêu con mén mà đi rải thuốc cho má, má đi vô ruộng mới mang ủng chứ gì, ốc nó cắt đứt gì, tiêu rồi. Má thì chỉ định đi á, thấy cái ổ trứng sâu, định nó lấy về cho con coi nó là sâu hay là trứng nhện. Trời ơi, thì biết vậy rồi, nhưng mà đi á, đi là đi. Đi sớm, đi tối đi sớm gì á, có gì lỡ khi trời không biết nói sao. Ủa mà ông Hai đâu ta? Tôi Bình với lại chị Năm sao vụ gì vậy? Trời ơi, đi đồng đi ruộng mà không mang ủng bị đứt chân. Trời đất ơi, bị đứt ốc cắt chứ cắt cái chân nè. Cốc ắt cái gì? Ốc cắt cái chân. Trời, con ốc cắt cái chân dữ vậy, để tôi chưa gì nó cắp cắt cắn gì tùm lum hết trơn á. Trời ơi, đặt cái vỏ ốc với dưới ruộng á. Tính ngờ qua nhờ anh Hai bỏ coi xuất thuốc giùm cho má cho để nó làm độc mà nó làm độc nó sư. Ủa đi đâu vậy? Tính đi vô nhà luôn. Khổ. Để cho tôi làm mấy cái vụ này tôi rành lắm. Trời ơi, cái này nguy hiểm lắm nha. Cái vụ này là nguy hiểm lắm nè. Đúng rồi. Trời đất ơi, ba cái vỏ ốc đó. Đúng rồi. Là nó ở dưới nước. Mà đã vậy cái chân mình nó, cái da nó mềm đó. Mình xuống dưới cái nó cắt một cái. Trời ơi, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Mà tại sao xuống nước mà không ăn ủng ăn dài vô vậy? Thì bởi vậy, đầu nói tính kêu con mén nó đi đó. Thấy cái ổ trứng sâu đó ông Hai. Dạ. Đó, định đem nhái về nhờ, cho thằng Tư Bình nó coi là nó là cái ổ trứng sâu hay là trứng nhện. Là thiên địch chứ gì. À, thiên địch, trời, đúng rồi. Mà con nói mấy năm rồi, mấy cái vụ này mấy năm đừng có lâu á. Để con lâu ở châu á. Trời ơi, sau khi bón phân đợt 1, bón phân đợt 2 xong, 18 tới 20 ngày sau xạ,
đó, rồi mình mới bón phân gốc NPK giai đoạn lúa đẻ, rồi lúc đó thì đi thăm cũng được, có sao đâu. Đó, mấy lần mà họp nông dân tôi cũng nói rồi, cái vụ này á là nó quan trọng lắm, là cái này nó gọi là cái giai đoạn nó lúa đẻ nhánh, mà từ 25 tới 40 ngày mà cái này là lúa đẻ nhánh mà đẻ dữ lắm, đẻ tối đa luôn, cho nên là bà con mình phải phun thêm cái phân qua lá đó, ăn nông rau cứng cây. À, nông rau cứng cây. Để cái này bỏ cái đó qua đây cho nó cái này nó tôi làm. Biết được. Cứng cây á, gồm có bốn chất, là kali nè, chitosan nè, là hai cái chất á, nó giúp cho chống chịu sâu bệnh, rồi tôi còn hỗ trợ thêm hai cái nữa là canxum và silic. Cái chỗ mà thầy Chiến nói gì phải không á? Đúng rồi. Ờ đó đúng rồi. Thì canxi, silic nó giống như là hai chị em sinh đôi. À rồi. Silic thì nó gác cổng bên ngoài đúng không? Ừ. Còn canxi là gác cổng bên trong. Bên trong. Ngừa cái ngộ độc hữu cơ như là ngộ độc hữu cơ. Gì ngộ độc mặn. Ngộ độc mặn. Đúng rồi. Đúng nha. Nói cái silic mà nói nghe cái silic đó. Cái silic nó hay dữ dằn luôn nha. Nè, cây lúa mình nó mà có cái silic á là nó vận chuyển carbon xuống rễ. Đó thì cái vùng rễ mình nó có oxy. Có oxy thì những cái con sinh vật háo khí nó hoạt động tốt. Hoạt động tốt thì không có bị ngộ độc hữu cơ. Đó. Và nó phóng thích lân, nó tăng cường lân trong cây. Trời ơi, rồi giải phóng sắt luôn. Nói chung là nó không có bị ngộ độc sắt. Và pH mà thấp đó nha, là phèn nhiều nha má Năm. Ruộng nhà mình á thì bây giờ cái chuyện mà có silic á là nó không có thẩm thấu NPK cộng, tức là không có thẩm thấu mặn. À, nó giảm bớt được độ mặn nhiều dữ lắm. Cái này chú Tư bên gạnh lắm mà. Đúng rồi, nó điều hòa phân lượng một cách cân bằng giữa đạm và lân á, giống như là nó chịu sự ngộ độc cho cây bị khô hạn, thiếu nước đó, hoặc là nắng nóng nè, nhiệt độ cao nè, lá không để cho lá không bị mất nước quá nhiều. Cái này ông Hai phải kỹ rồi nha, hội nông dân đó. Hội nông dân đó ông Hai. Trời ơi, cái vụ này tôi biết mà, cái đất trồng lúa của mình á là lúc nào cũng thiếu si, do cái vụ hàng năm á là nông dân chỉ trả là cho đất. À. Cái phân đa lượng giống như cái NPK đó. Ừ. Còn cái silic á trong rơm rạ hay trong vỏ chấu á là bị đốt hay gom bỏ cho cái chỗ. Đâu có trả lại cho đất canh tác. Đúng bởi rồi. Vậy mình phải cung cấp thêm silic, nó cái đó nó gọi là hết sức cần thiết. Mình hát cái này á là liên quan đến sản phẩm cứng cây, để hướng dẫn bà con sử dụng cái cứng cây. Đúng rồi. Kali, canxi, silic, chitosan. Ok luôn rồi, 2, 3. Ruộng ta lúa cần bón phân thuộc rồi, giờ ta kiếm tìm ngay hàng nào tốt trên thị trường. Dùng phân bón lá, đó là cứng cây. Hãy nhớ cứng cây dùng cho lúa luôn nặng bóng. Lúa ta cứng khừ sợ chi đục thân cuốn lá. Hãy luôn tin rằng An Nông thương hiệu nhà nông. Hãy luôn tin rằng An Nông thương hiệu nhà nông. An Nông chung sức cùng nhà nông. Thưa bà con vừa xem xong tiểu phẩm ngắn do các nghệ sĩ của đoàn tình ca Bắc Sơn hỗ trợ chương trình Bạn Nhà Nông biểu diễn. Thưa bà con, trong tiểu phẩm thì cô chính kỹ sư cũng thường nhắc nhở bà con, đó là bà con phải thăm đồng thường xuyên nè, để phát hiện bệnh sớm, để bà con phòng trừ thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Và thưa Tổng Giám đốc Bích Thủy, ở trong chương trình hôm nay thì bà con thắc mắc là cái bệnh đảo ôn đó, chúng ta là phải phát hiện sớm thì phòng trừ hiệu quả hơn so với chúng ta để bệnh bộc phát rồi mới trừ, phải không ạ? Ý kiến của Tổng Giám đốc Bích Thủy như thế nào? Đúng rồi, lúc nào cũng vậy, mình phải phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Để nó phát bệnh rồi chữa rất là cực. Mà nói về cái đạo ôn này á, nhiều khi Bích Thủy còn dở hơn mấy cô chú anh chị mà làm ruộng lâu năm kinh nghiệm nha. Thật ra là mình chỉ là trên lý thuyết thì nhiều, như các bạn biết rồi. Đạo ôn thì nó có những cái mà nó phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta có thể xử lý được nè. Ví dụ như đừng có xả dày, đừng có bón phân đạm. Do đó là đạo ôn thì chúng ta xảy ra có thể là do những cái việc do chính mình tạo ra nè. Rồi đạo ôn còn nó còn phụ thuộc vào ẩm độ trong không khí nữa. Rồi mưa đêm, rồi sau cơn mưa không có nắng, đó ẩm độ cao. Đó là những cái mà gây nên cái bệnh đạo ôn, mà gần như năm nào trà lúa nào cũng bị trơn, ít hay nhiều thôi. Cái này gọi là hên xui. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là các cô chú là đã làm lúa nhiều năm rồi,
kinh nghiệm rất là dày dặn. Tuy nhiên là Bích Thủy đứng về cái phương diện mà cung ứng hàng hóa, để cung ứng cái thuốc để phòng trị á, thì Bích Thủy sẽ nói sâu về vấn đề này. Còn cái hiện tượng mà đốm mắt én á, hiện tượng tới năm kim là lan nó thành đốm mắt én, các cô chú đã nhận diện, các cô chú đã quá rành rồi. Thì Bích Thủy nghĩ là đậu ôn lá thì từ từ được ha, nhưng mà đậu ôn cổ bông thì khó nha. Và các bạn biết không, cái vết bệnh đó ha, là nó một ngày nó sẽ sản xuất rất là nhiệt tình, 6.000 đến 8.000 bào tử phóng ra trong không khí để lây nhiễm, mà kéo dài đến 14 ngày. Thì các bạn biết là nếu mà đang có trái lũa nào mà đang bị thì trời ơi, khu vực đó coi như là không khí ô nhiễm vì các bào tử nấm rất là nhiều. Vì vậy chúng ta phải ngay lập tức ngăn chặn bệnh này bằng nhiều loại thuốc. Trước đây thì chúng ta thường hay sử dụng cái loại Gisilazon á. Gisilazon là thuốc này là trị đậu ôn cổ bông rất là tốt và rất là gọi là thuốc, loại thuốc truyền thống luôn rồi đó. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó trị vậy thôi, chứ nó không có ngăn lại cái sự mà lây lan nhanh. Do đó về sau này khi các nhà khoa học nghiên cứu rồi thì người ta sẽ cộng thêm cái sunfua đó. Cái sunfua là nó cũng hay lắm, nó khoanh cái vết bệnh lại rồi nó làm khô mặt bệnh, là tránh cái trường hợp một phóng thích cái những cái bào tử nấm ra ngoài gây nên cái việc mà lây lan. Và khoa học ngày càng hiện đại hơn, và những cái nhà khoa học đã phát minh rất nhiều cái gốc thuốc, như là Bích Thủy vừa rồi đi Thượng Hải ở cách đây khoảng 4 năm thì Bích Thủy đi Thượng Hải và tìm được cái gốc là phenosanin. Cái gốc này nó hay một cái là nó vừa có tính năng giống như Gisilazon mà vừa có tính năng giống sunfua, có nghĩa nó vừa trị được mà nó vừa khoanh dùng dứt bệnh được. Thế là chúng tôi đã nghiên cứu và tạo ra được một cái kitini bao gồm Gisilazon nè, sunfua nè, phenosanin nè. Như vậy là cái cộng hưởng giữa ba cái gốc thuốc này lại nên là ngăn ngừa rất là nhanh. Thì hiện nay là cái thử nghiệm cái thuốc này là cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng tốt, hiệu quả, an toàn và đặc biệt rất là rẻ nha. Các bạn sử dụng thử đi nha. Xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn tạm giám đốc Bích Thủy. Thưa bà con, bà nhà nông cũng rất là đồng tình với cái nhận xét của tổng giám đốc Bích Thủy, đó là hễ có sản xuất lúa mà đến giai đoạn đẻ nhánh làm đồng rổ là sẽ xuất hiện bệnh đậu ôn, dù cái vụ mùa nào đó thì có thể do ảnh hưởng thời tiết xuất hiện ít hay nhiều thôi, nhưng mà tất yếu sẽ xuất hiện bệnh đậu ôn. Tuy nhiên thưa tiến sĩ Hồ Văn Chiến, ở cái giai đoạn này thì bà con cũng rất là sợ bệnh đốm dằn có thể làm giảm năng suất cho cả cái vụ mùa lúa luôn, vậy thì mời tiến sĩ hãy hướng dẫn bà con cái giải pháp để bà con có thể ứng phó thành công. Cảm ơn Kim Nữ. Thì Kim Nữ nói là bà con sợ cái đốm dằn, chứ tôi thấy là trong cái thời gian vừa qua đó bà con, dường như cái đốm dằn nó muốn mất luôn rồi, muốn mất luôn rồi. Tại vì các cái loại thuốc mà trừ bệnh, đặc biệt nhất là bệnh đậu ôn, thì bà con mình cũng phối hợp rất là nhiều cái gốc khác nhau. Thành ra cái vấn đề bệnh đốm dằn là dường như nó có nhưng mà rất ít. Thì bà con mình biết đó là cái bệnh đốm dằn là ở trường đại học Cần Thơ là cô Nghiêm là nghiên cứu cái bệnh đốm dằn bên Erie, thì họ cứ ca tụng cô này làm rất chuẩn bài bản, tức là đo cái kích thước của cái hạt nấm đó bà con. Thì cô Nghiêm cũng làm từng các cái vùng một thử coi tại sao mà có cái vùng nó bị bệnh nhiều, có bệnh cái vùng thì bị ít. Thì cô Nghiêm có làm cái kết quả là cái hạt nấm nó càng to thì nó di chuyển chậm, và cái hạt nấm nó càng nhỏ thì nó di chuyển rất xa. Thành ra cái vùng nào mà có cái hạt nấm mà to thì cái vấn đề phát tán bệnh đó nó ít, còn cái hạt nấm mà nó nhỏ thì nó phát tán rất là rộng. Thì bà con mình biết. Và cái nữa là sao? Tại vì cái hạt nấm nó to là nó rất dễ bị trúng thuốc và nó dễ chết do mình tổng hợp nhiều cái loại thuốc. Thành ra cái bệnh khô dằn thì bà con mình biết đó là do cái nấm là Rhizoctonia solani nó nằm trong đất, và khi mà chúng ta thấy là nó khi mà trong cái ruộng chúng ta mà bón phân mà nó không cân đối thì thường thường nó bị từng chòm, và khi nó bị là từ ở dưới gốc. Thành ra người ta khuyên là sao, mình nên giữ nước cho nó thật thấp, tại vì cái hạt nấm nó nổi trên mặt nước và nó lấn lên trên càng cao thì nó sẽ bị bệnh càng nặng. Thành ra nếu mình đều giữ nước thấp này, nó bò lên từ từ mình dễ phát hiện, mình phun nó tốt. Và như vậy chúng ta phải giữ cái mặt nước cho nó thấp. Cái thứ hai là khi phát hiện thì chúng ta phun liền, và nó không có bao giờ là nó bị nặng cả ruộng hết. Thành ra chúng ta thấy là nó từng chòm thôi. Và chỗ nào bón phân nhiều thì cái chỗ đó nó sẽ bị nặng hơn. Và khi chúng ta phát hiện thì bà con mình nên phun thuốc là sao? Nếu mà bà con mình không có giữ nước thì cái đó phun bình thường rồi. Còn nếu bà con mình đang giữ nước mà nó bị bệnh, mình phát hiện là bệnh khô dằn,
thì giữ nước y như thế, và bà con mình phun thuốc xong vài ngày sau hả rút nước, rút từ từ. Chứ bà con mình phun thuốc mà rút nước liền sao, cái cây lúa nó đang bị bệnh, nó đang ốm yếu, mà bà con mình rút nước mà nó sập. Mà sập thì nó đụng đóng ở trên luôn, mình phun nó không có được. Và cái thuốc thì nó không hiệu quả, thành ra bà con mình cứ để y vậy, không có rút nước mà phun xong rồi mới rút nước từ từ. Thì cái đó nó sẽ giúp cái cây lúa mình nó đứng thẳng hơn. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, vậy là rõ ràng đối với bệnh khô dần thì cơ bản chúng ta là về cái phần kỹ thuật canh tác nhiều hơn. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa bà con, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ mời thạc sĩ Võ Văn Men tiếp tục trao đổi chuyên sâu cũng như là tỉ mỉ hơn một chút về bệnh vàng lá chín sớm. Bởi vì đối với bệnh này ở giai đoạn này thì rất quan trọng đối với cái trà lúa làm đồng và trổ. Mời thạc sĩ. Cảm ơn Kim Nữ. Kính chào bà con nông dân. Thì đối với bệnh vàng lá như đầu chương trình thì tôi cũng có trình bày. Thì đối với vàng lá chín sớm đó, thì trước đây thì khoảng chín mấy năm 2000 tới đi thì cái bệnh này phải nói là xuất hiện rất nhiều, bệnh vàng lá chín sớm rất nhiều. Nhưng giai đoạn đầu thì ở mình thì thấy rằng cái bệnh này thì cũng là quan trọng. Bởi vì khi mà cái bệnh này nó xuất hiện ở giai đoạn trổ đi hoặc là giai đoạn cuối đại nhánh và đồng trổ thì nó ảnh hưởng năng suất rất lớn, thành ra là bà con còn không có phòng ngừa kịp thời trong giai đoạn này, cho nên chính vì đó khi mà bị ở giai đoạn này thì nó làm giảm năng suất. Cho nên sau đó một khoảng thời gian thì cái bệnh vàng lá chín sớm này thì lại là nó không phát triển mạnh nữa, và sau đó thì những vài năm tới đây thì cái bệnh vàng lá chín sớm này bắt đầu là có phát triển mạnh lên. Thì hiện nay trên các cái vụ vừa rồi thì ở Tiền Giang thì và một số tỉnh nói chung thì cái bệnh này cũng phát triển rất mạnh. Thì để giúp cho bà con dân nắm được cái bệnh vàng lá chín sớm này thì tôi xin trao đổi với bà con có mấy vấn đề. Cái thứ nhất là về đối với cái bệnh vàng lá chín sớm, vàng lá chín sớm cũng như trái bị lá như hồi đầu chương trình tôi nói đó, thì cái điều kiện phát sinh phát triển của nó, điều kiện phát sinh thì nó là do nấm, cái bệnh vàng lá chín sớm là do nấm. Cái thứ hai nữa, điều kiện phát sinh phát triển của nó là ở cái bệnh vàng lá chín sớm này thì nó chủ yếu phát triển ở giai đoạn là cuối đại nhánh cho đến giai đoạn làm đồng và trổ, nhưng mà đó là cái giai đoạn cái điều kiện phát sinh phát triển. Cái thứ ba nữa là cái điều kiện để phát triển cái bệnh này thì thường thường chúng tôi thấy rằng là cái vụ đông xuân thì thời tiết ẩm rồi mát mẻ đó, thì điều kiện đó là để cho cái bệnh này phát triển mạnh so với các cái vụ lúa là hè thu cũng như là thu đông. Và vấn đề thứ ba nữa là khi mà chúng ta bón phân thì chúng ta lại bón phân không cân đối mà dư đạm ở giai đoạn cuối, giai đoạn thứ ba đó, hay gọi là giai đoạn rước đồng. Thì đây là những cái điều kiện mà để cho cái nấm này nó phát triển rất mạnh, để mà nó gây hại cho cây lúa. Thì đối với cái giải pháp mà phòng trừ cái bệnh vàng lá chín sớm này thì tôi cũng thấy rằng là có hai cái giải pháp. Một là cái giải pháp phòng và giải pháp phòng trị. Thì giải pháp phòng thì hiện nay thì đối với bệnh làng vàng lá chín sớm thì đối với các giống lúa thì hầu như không có giống nào mà gọi là kháng được cái bệnh vàng lá chín sớm. Thì chúng ta chỉ có một cái điều là gì? Chúng ta làm đất, trước khi xuống giống thì chúng ta làm đất để tiêu diệt mầm bệnh. Cái thứ hai nữa là trong quá trình bón phân đó, thì chúng ta chú ý là bón ở giai đoạn mà thứ ba đó, giai đoạn rước đồng. Thí dụ như là ở giai đoạn này chúng ta thấy rằng là trên cái ruộng lúa chúng ta dư đạm, còn đạm mà là lúa đã xanh, thì chúng ta nên hạn chế là bón cái đạm lại. Chúng ta làm. Cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta tăng cường là bón phân kali, canxi cũng như là silic để làm cho cái cây lúa nó cứng cây, để nó chống chịu lại cái một số loại bệnh, trong đó có bệnh vàng lá và chín sớm này. Và cái thứ ba nữa là chúng ta khi mà cái dịch bệnh này và cái điều kiện thuận lợi đó thì chúng ta phải sử dụng thuốc. Thì hiện nay sử dụng thuốc là tôi thấy cái gốc là gốc đồng thì nó có cái hiệu quả đối với cái bệnh này rất cao. Thì các cái loại thuốc hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại thuốc để phòng ngừa cái bệnh vàng lá chín sớm này.
thì có lẽ là nhờ Bích Thủy nói thêm, hồi nữa nói thêm cái bệnh vàng lá chín sớm. Hiện nay công ty An Đông cũng có một số cái loại thuốc để trị này để bà con biết, để bà con có cái chọn lựa để mà phòng trừ cái bệnh vàng lá chín sớm này được hiệu quả. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Võ Văn Men. Vấn đề chương trình thì mời tổng giám đốc Thủy hãy hướng dẫn cho bà con một số loại thuốc có thể ứng phó được với bệnh vàng lá chín sớm. Bệnh vàng lá chín sớm nãy giờ chúng ta nghe thì Men nói rất là kỹ rồi đúng không? Tuy nhiên là Bích Thủy có một cái loại thuốc mà được khảo nghiệm trên cây lúa bệnh vàng lá chín sớm, đó là gốc tebuconazole, là tên thương mại là Poly An Nông. Thì Bích Thủy nghĩ là chúng ta nên sử dụng cái loại đó để ngăn chặn cái sự mà phát triển của cái bệnh nhằm giúp cho cái lúa mình nó vượt qua được cái hoạn nạn để nó phát triển tốt nha bà con. Rồi, ngoài ra thì Bích Thủy cũng hướng dẫn bà con một cái loại thuốc này nữa, nó rất là hay, bởi vì nó là hỗn hợp ba chất, đó là cái Vatino, cái gói nhỏ như nè, một gói một bình. Và nó có bao gồm gốc là tebuconazole để trị vàng lá chín sớm nè, chisilazole để đạo ôn cổ bông nè, và cuối cùng là hexaconazole thì là lem liếp hạt, như là 3 trong 1. Chúng ta sử dụng loại này thì chúng ta phòng luôn, bởi vì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta đón đông rồi, cũng phải phòng những cái này. Thì chúng ta sử dụng một cái loại Vatino Anon sẽ rất là hiệu quả và tiện lợi nữa. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ, nếu mà chúng ta có thể quản lý tốt giai đoạn lúa đồng cổ thì xem như là chúng ta vượt qua được cái giai đoạn khó khăn để cây lúa có thể bước vào giai đoạn cuối vụ đạt được hiệu quả cao. Dạ, một cái điều nữa mà tôi cũng xin nhắc bổ sung với và cũng lưu ý với bà con, trong giai đoạn lúa mà ở giai đoạn mà cuối đã nhánh làm đồng trổ và đặc biệt là giai đoạn làm đồng trổ thì bà con nên đi thường xuyên. Tôi cho rằng là giải pháp này là giải pháp tốt nhất. Tốt nhất bởi vì giai đoạn này nó không còn đền sức đền bù nữa, bù trừ nữa mà giai đoạn này là chúng ta phải quản lý nó tốt. Giai đoạn đầu thì chúng ta quản lý rồi, nhưng giai đoạn này là chúng ta phải quản lý nó tốt hơn, kịp thời hơn. Cho nên là cái giải pháp mà tôi cho rằng là đi thăm đồng thường xuyên để phát hiện cái sâu bệnh mới để mà chúng ta quản lý, đó là cái giải pháp tốt nhất. Đó cũng là tinh thần chính của các tiểu phẩm. Không, chị đi ruộng á, chị thấy có những cái chòi á, người ta ngủ trong đó, người ta canh ruộng luôn đó. Chắc là những người ta ở xa nên là cái điều đó rất là quan trọng, và cái chị cũng tới đồng quen với mấy cô chú ngủ ở ruộng đó để quảng bá thuốc. Đó cũng là cái tinh thần chung mà các tiểu phẩm của tập đoàn An Nông thường cô chính kỹ sư hay dặn dò bà con là thường xuyên thăm đồng. Thưa bà con, chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay với chủ đề là quản lý dịch hại trên lúa ở giai đoạn làm đồng và trổ. Mặc dù đã thực hiện cái chương trình lần thứ hai rồi, nhưng mà vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của bà con. Và hôm nay trong cái ngày nghỉ Chủ nhật nhưng mà bà con vẫn xem chương trình và bà con gửi nhiều câu hỏi về cho chương trình. Thưa bà con, mở đầu phần diễn giả trả lời các câu hỏi qua điện thoại của bà con thì chúng tôi sẽ mời Tổng Giám đốc Bích Thủy trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Hùng ở Hòn Đất, Kiên Giang. Đúng là ông ở Hòn Đất, Kiên Giang thì diện tích rất nhiều cho nên là ông hỏi như thế này. Tôi phun thuốc phòng đậu ôn cổ bông bằng máy bay nhưng sợ là cái hiệu quả không cao. Vậy thì An Nông có thuốc nào mạnh không ạ? Ở Hòn Đất thì diện tích rất lớn cho nên là sử dụng máy bay phun thuốc là phổ biến. Thực ra thì Bích Thủy có đã giới thiệu cái thuốc đậu ôn cổ bông từ cái câu trả lời thứ hai của Bích Thủy rồi. Có nghĩa là chúng ta có thể dùng chisilazone không 75% nha. Ở chisilazone cộng với sương phua thì công ty có là Bimi, còn lại là thuốc mạnh nhất mà Thủy thấy hiện nay. Nói chữ mạnh thì cũng đúng mà là hiệu quả cao á. Là thuốc Kitini, bao gồm là chisilazone nè, rồi sương phua nè và phenosanin là một gốc mới. Còn cái việc mà phun bằng máy bay này thì khi mà trước đây thì Bích Thủy cũng đã có nhiều người hỏi câu hỏi này, Bích Thủy cũng xin ý kiến của thầy. Thì Bích Thủy khảo nghiệm cái thuốc này ở Cục Bảo vệ Thực vật á, thì khảo nghiệm nó tới là 320 lít nước để hòa chung với thuốc để phun cho 1 hecta. Nhưng mà nếu như mà cái máy bay mà nó tải được 320 lít nước thì là máy bay bự chở người luôn rồi. Thành thử ra là khó. Vì vậy mà Bích Thủy đoán rằng là khi anh phun cái thuốc đậu ôn cổ bông này, anh không thể sử dụng đúng cái liều lượng như Bích Thủy đã khảo nghiệm. Và khi mà đã không sử dụng được cái đúng cái liều lượng thuốc hay là cái liều lượng nước để bảo đảm được hiệu quả của cái việc phòng trừ cao nhất, thì Bích Thủy sợ rằng là nó sẽ không có hiệu quả cao. Nhưng Bích Thủy cũng không dám nói sử dụng bằng máy bay phun là không được. Tuy nhiên là theo Bích Thủy nghĩ là nếu như anh sử dụng máy bay của cái nhà cung cấp nào thì anh có thể kêu người ta hướng dẫn mình dần. Nếu khi người ta đã được hướng dẫn mà qua khảo nghiệm của Cục Bảo vệ Thực vật rồi thì mình cứ theo y đó mình làm.
Thì nói tóm lại là Bích Thủy không có ý kiến trong chuyện anh sử dụng. Nếu như anh sử dụng ketamine của Bích Thủy mà theo đúng cái liều lượng Bích Thủy thì hiệu quả bảo đảm 8-90% là không bị ảnh hưởng và phải phun sớm nha anh. Dạ, xin cảm ơn ạ. Vậy là dù cho phun thuốc bằng dụng cụ nào nhưng mà chúng ta cũng phải bảo đảm liều lượng như nhà sản xuất hướng dẫn. Tại vì mỗi cái tên thuốc mà đưa ra đó thì mình mất tới 2 năm khảo nghiệm. Khảo nghiệm là 2 diện rộng rồi 4 2 diện hẹp rồi 4 diện rộng ở các cái điều kiện tự nhiên á. Rất là nghiêm ngặt à nha. Nếu mà mình không có hiệu quả là bị loại bỏ liền. Nên là phải. Vậy mời tiến sĩ Hồ Văn Chiến, một chuyên gia kinh nghiệm, có thêm ý kiến về vấn đề này ạ. Nếu mà phun máy bay đó bà con, thì bây giờ tới giờ phút này nhà nước chưa có quy định những cái loại thuốc nào phun bằng máy bay và cái lượng thuốc bao nhiêu. Thì nhiều bà con cũng có hỏi tôi bây giờ phun như vậy là có đạt hay không. Tôi lấy thí dụ như bà con mình phun cỏ, cái cỏ dại thì cái lúc bà con mình phun 4-5 ngày sau khi xạ đó, thì tôi thấy là cái hậu nảy mầm đó thì có chỗ là rất hiệu quả, nhưng mà có chỗ bà con mình phun lố nó cũng bị chết. Chết cây mạ. Còn cái nữa là cái đạo ôn mà trên cổ bông đó bà con. Tôi thấy phun cái thuốc bằng máy bay cũng rất là hiệu quả. Tuy nhiên cũng tùy theo cái loại thuốc. Và bà con chúng ta, tôi thấy là có nhiều cái ruộng mà bị cháy lá nó hàng loạt luôn. Tức là nó bị thuốc phun ở giai đoạn mà đạo ôn cổ bông đó. Thì thay vì nó giúp được bà con mình ngăn ngừa được bệnh đạo ôn cổ bông, nó lại là cháy cái lá cờ. Nó cháy hàng loạt luôn, thành ra cái lúa mình bị lép. Thành ra bà con phun là phải chú ý cái liều lượng và cái nồng độ và phun như thế nào đó để cho nó đạt hiệu quả. Chứ tới giờ này tôi nhắc lại, cục chưa có hướng dẫn, chưa có cho phép cái công ty nào mà phun bằng máy bay hết. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, cảm ơn hai ý kiến của tiến sĩ Hồ Văn Chiến và tổng giám đốc Bích Thủy. Thưa thạc sĩ Võ Văn Men, như thạc sĩ vừa nói, ở giai đoạn lúa đồng trổ này là cái giai đoạn rất quan trọng, vì cái lúa không thể nào có thể đền bù được nữa, cho nên là bà con phải rất là quan tâm quản lý dịch hại. Vậy thì khi mà lúa bị sâu đục thân rồi thì bà con xử lý như thế nào ạ? Cảm ơn Kim Nữ. Kính chào anh Lộc, ông Lộc. Thì qua cái câu hỏi của ông thì tôi xin trao đổi với ông nhìn, khi lúa bị sâu đục thân nên phun thuốc gì? Thì đối với sâu đục thân thì chắc có lẽ là người làm lúa không thể nào là không biết cái đối tượng này đâu. Nhưng mà trước đây thì như tôi nói, trước đây thì cái sâu đục thân nó cũng ít, nhưng mà sau hai vài ba năm tới đây thì bắt đầu sâu đục thân nó trở lại xuất hiện nhiều. Thì giai đoạn này là sâu đục thân nó đang có. Nhưng mà qua đây thì tôi cũng đề nghị ông vậy nè. Khi mà cái con sâu đục thân là đục vô cái giai đoạn nào, giai đoạn đẻ nhánh khác, giai đoạn lúa đồng đồng trổ khác, thành ra tùy theo đục ở giai đoạn mà để chúng ta có quản lý nó. Cái thứ hai nữa, khi mà cái con sâu đục thân thì cái triệu chứng của nó là ông phân biệt nó với cái đối tượng khác là cắn cái đọt, thí dụ con chuột, thì ông phải phân biệt. Khi mà cái con sâu đục thân thì ông thấy rằng nó đỏ đỏ, nó bị khô cái đọt thì ông nắm lên kéo lên thì đó là sâu đục thân. Thành ra là nếu như ông đã biết được con sâu đục thân mà nó khô đọt như vậy thì tôi nghĩ rằng giai đoạn này là chúng ta khoan hãy phun. Khoan phun, bởi vì cái này giai đoạn này là con sâu nó là đã lớn rồi. Cho nên cái giai đoạn sau thì chúng ta mới quản lý đó. Bởi vì giai đoạn này là con sâu nó lớn rồi, nó không còn đục nữa đâu. Cho nên là giai đoạn này thì chúng ta nên quản lý bằng cách là gì? Chúng ta lấy cái ổ trứng đi ra ngoài đồng, lấy ổ trứng chúng ta nuôi để coi giai đoạn nào nó nở, như tiến sĩ Chiến thường hay nhắc bà con. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy rễ rác ở ngoài đồng mà cái hiện tượng này thì coi như là giai đoạn sâu nó lớn rồi, lớn thì nó không ăn được. Còn đối với cái nếu như ở giai đoạn trước đó, giai đoạn trước mà sâu non đó, thì các cái loại thuốc hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều. Nhưng mà đối với các cái này thì chúng ta nên sử dụng cái thuốc lưu dẫn thì nó có cái hiệu lực hơn, có cái kết quả cao hơn. Còn về cái thuốc thì chắc lẽ nhờ Bích Thủy xin nói thêm, xin hỗ trợ thêm. Mời chị hãy hướng dẫn thêm một số loại thuốc phòng trừ sâu đục thân. Nói chung là sâu đục thân thì là mình sử dụng loại thuốc nào nó có tính lưu dẫn. Ví dụ như là sử dụng cái ca táp tức là pá đăng nông á, thì Bích Thủy nghĩ là
sẽ là hiệu quả cao, và cũng như cái loại thuốc đó từ trước đến giờ thì bà con mình cũng sử dụng nhiều rồi. Nhưng sau này có những cái loại thuốc mà tôi thấy là lưu dẫn cũng rất là tốt, như là imidacloprid tức là Admitoc, hay là sản phẩm Bixen á, thì cái nó cũng được lắm. Tuy nhiên là chúng ta sử dụng là ở giai đoạn sớm nha. Còn nếu mà để trễ quá, nó chui vô cái cây lúa thì cũng như là phải nói là bác sĩ cũng bó tay luôn. Tại vì mình có giết được nó thì cái lúa đó cũng đâu có trổ bông được nữa. Nên bà con chúng ta lưu ý thăm đồng và phát hiện sớm để xử lý thì rất là dễ dàng. Xin cảm ơn ạ. Vậy là phải quan tâm sử dụng thuốc lưu dẫn. Dạ, xin cảm ơn Tổng giám đốc Bích Thủy. Thưa bà con, ở giai đoạn lúa làm đồng trổ này, đúng là cái dịch hại thì nó quá phức tạp. Nhưng mà cái cung cấp dinh dưỡng như thế nào để cho cây lúa đạt năng suất cao cũng là vấn đề bà con rất là phân vân và quan tâm. Chúng tôi nhận được câu hỏi của ông Trương Văn Năm ở Mỹ Thầm Nam Cây Lậy. Anh hỏi là tôi bón phân đón đồng rồi, nhưng thấy cái màu của lúa không ngon lắm. Tôi muốn bón thêm sương sương, bổ sung có được không? Lúa mấy ngày tuổi thì mình có thể bón phân bổ sung được ạ. Mời tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn câu hỏi này. Cái màu lúa không ngon lắm mà có thể bón sương sương bổ sung được không ạ? Anh Nam thân mến, mà không biết cái màu lúa như thế nào mà mình thấy là nó ngon, gọi là nó mướt ruột. Thành ra vấn đề là mình đã bón đồng rồi đó anh, thì coi chừng một là mình bón nó chưa có ăn cây phân. Do vậy mà mình phải đợi thêm cái thời gian. Mà tôi thấy là hầu hết bây giờ mình đã bón đồng rồi á, thì bà con mình bón khoảng thường thường 5kg ure hoặc là 3kg kali. Thì như vậy là đủ rồi, không có cần bón thêm. Bà con mình bón thêm coi chừng coi chừng tới này sao cây bệnh nó nhiều hoặc là nó yếu cái rạ, nó dễ đổ ngã. Thành ra tôi khuyên anh là không nên bón thêm. Còn nếu mà trường hợp mà nó thiếu phân, thực tế nó thiếu phân, mình bón rồi mà nó thiếu phân do cái mất nước, nó không có giữ nước á, thì mình có thể là bón thêm, mà phải bón sát ở cái giai đoạn này luôn, chứ đừng có để cả chục ngày sau mới bón là không được. Thì có thể là bón thêm khoảng chừng 3kg ure cho một công được. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Thưa bà con, cùng với cái giải pháp của tiến sĩ Hồ Văn Chiến về dinh dưỡng ở giai đoạn lúa đồng trổ, thì ông Võ Văn Duy ở Hậu Mỹ Bắc Cái Bè còn mong muốn thêm một cái mong muốn này nè. Làm sao có thể tăng số hạt trên cái bông lúa và cho lúa chắc tới cậy? Xin hỏi là An Nông có bí quyết gì không? Chị An Nông có bí quyết gì để cái mong muốn này thành sự thật không chị? Cái việc này thì theo như nhận định của Bích Thủy thì nếu mà mình muốn đạt được năng suất cao thì mình phải chăm sóc ngay từ đầu. Ngay từ đầu khi mà hạt giống chưa xuống đất thì chúng ta cũng đã phải làm đất, rồi làm ốc bu vàng, rồi bón phân. Nhớ nha, khi chúng ta làm đất chúng ta nhớ làm xong là chúng ta bón Genki á. Genki Hakase là một trong những cái phân bón nhập khẩu từ Nhật Bản về, nó là cải tạo đất rất là tốt, giúp cho bộ rễ phát triển tốt từ ngay từ giai đoạn mà. Và tới giai đoạn đón đồng thì giai đoạn này thì đúng là giai đoạn rất là quan trọng nè. Thì Bích Thủy học được từ thầy một cái nguyên lý anh về cái vấn đề mà phân hóa đồng. Đó. Thì khi mà giai đoạn này, giai đoạn phân hóa đồng này nè, là đã xác định được cái lượng hạt trên cái bông lúa rồi. Vì vậy mà chúng ta muốn cho cái hạt lúa nhiều để mà năng suất cao á, thì chúng ta phải chăm sóc ở giai đoạn đón đồng rất là cẩn thận. Ngoài cái việc bón NPK cân đối thì chúng ta còn phải bón thêm là sản phẩm cứng cây. Sản phẩm cứng cây của tập đoàn nông chúng tôi nó rất là nhiều chất, trong đó có cả canxi, kali, silic và chitosan. Đây là một phân bón qua lá, trong đó chúng ta thấy silic đóng một vai trò khá là quan trọng. Nếu như mà thiếu silic á, silic tại vì silic nó có từ trong rơm rạ hay vỏ trấu thì chúng ta đốt gom đi và bỏ mất rồi. Do đó chúng ta cần phải cung cấp cho cái lúa của mình ở giai đoạn này để làm gì, để cho nó khỏe. Và silic là đóng vai trò còn đóng mở lỗ khí khổng để mà giữ được nước cho cây trồng, và đem cái carbon xuống dưới rễ giúp cho rễ mình có oxy, cây rễ lúa có oxy để hoạt động tốt. Hoạt động tốt, rễ hoạt động tốt tất nhiên là sẽ nhận được dinh dưỡng từ đất nhiều hơn, và cũng như hạn chế được những cái sự ngộ độc từ đất. Và chúng ta thấy là có silic trong cái thân cây giúp cho lúa mình tăng cường lân trong cây, trong khi lân khi mà cây nó có lân thì sẽ giải phóng được sắt, làm cho cái lúa mình không bị ngộ độc sắt nhị nữa. Đây là một trong những cái vấn đề khá là quan trọng. Và những cái điều kiện mà ở những cái điều kiện mà pH thấp thì cái việc này nó sẽ bị chua đất, và những việc này có dễ dàng bị xảy ra. Và chúng ta nhớ là giai đoạn đầu mà chúng ta bón Genki
thì là cũng trung hòa được cái độ pH của cái đất của mình. Rồi này bên kia là pH tới 8 lần nha bà con. Thì chúng ta nhớ giai đoạn này, ngoài cái việc cái NPK mà mình đã bón đầy đủ ở dưới gốc rồi thì chúng ta nên phun thêm cái kali cao. Đây là một chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong giai đoạn này. Rồi một cái chất này thì nó hơi cao cấp chút xíu. Và nghĩ rằng bà con chúng ta nếu như mà không tiếc thì chúng ta sẽ tăng thêm một chút chi phí nhưng hiệu quả sẽ rất là cao. Đó là chúng ta phun amino humic. Thì khi mà đã có được cái phân bón tốt như thế này, chăm sóc tốt này, thì bé Thùy chắc chắn rằng cái bông lúa của mình sẽ nhiều hạt. Và sau khi mà đã có được số hạt trên cái bông lúa rồi thì chúng ta mới quay qua cái chuyện là chăm sóc cái bông lúa này như thế nào. Ở giai đoạn này chúng ta nhớ đó là rất là nhiều bệnh, chúng ta phải phòng đậu ôn, rồi phòng lem lép hạt, rồi nhện vé, đủ thứ hết, rồi rầy nâu nữa. Thì trong quá trình đó chúng ta cũng cần phải quan tâm đến dịch hại thì chúng ta mới có hiệu quả cao. Và có một trong những cái mà bệnh thủy thường hay hướng dẫn bà con rất là rẻ mà tốt, đó là chúng ta phòng trị lem lép hạt trong giai đoạn này thì chúng ta sử dụng gốc hexaconazole. Bích Thủy thường hay nói cái gốc lượng là bà con có quyền chọn lựa những cái tên thương mại khác. Nhưng mà nếu mà ưu tiên cho An Nông thì tuyệt vời nha. Và hexaconazole của An Nông chúng tôi được mang tên là Anonvin. Đừng quên là chúng ta cộng với siêu việt, tức là axit fulvic giúp cho hạt lúa mình vàng sáng và chắc hạt. Đó là những ý kiến của Bích Thủy để giúp cho cái đón đồng của mình tốt và anh tăng được năng suất. Gọi là gì? Bội thu à? Dạ. Bội thu à? Dạ. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn phần trình bày rất là cuốn hút và dễ nhớ của Tổng Giám đốc Bích Thủy. Xin cảm ơn. Thưa bà con, chương trình Bạn Nhà Nông hôm nay với chủ đề là quản lý dịch hại trên lúa làm đồng và trổ. Như chúng tôi vừa nói đó, thì đây là cái chương trình thứ hai của chương trình Bạn Nhà Nông trên đài truyền hình Tiền Giang, nhưng mà vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của bà con. Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của bà con gần xa gửi về, nhưng mà vì thời lượng dành cho chương trình có hạn cho nên là chúng tôi chưa trả lời hết cho bà con. Mong bà con thông cảm. Và chúng tôi sẽ gửi những câu hỏi này cho Tổng Giám đốc Bích Thủy. Chị sẽ trả lời trên Facebook Bích Thủy An Nông. Mời bà con truy cập Facebook của chị Bích Thủy để cập nhật thêm những cái kiến thức bổ ích. Thưa bà con, xin nhắc lại một lần nữa, đó là lúa mà ở giai đoạn trước, trong và sau trổ mà lại gặp thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi để dịch hại sâu bệnh tấn công cây lúa. Chính vì vậy là bà con trước hết là phải cần thăm đồng thường xuyên, rồi áp dụng đồng bộ những giải pháp kỹ thuật như các chuyên gia của chương trình giờ hướng dẫn và chọn đúng phân, đúng thuốc để áp dụng vào thực tế đồng ruộng. Thì hy vọng bà con có thể giảm được chi phí và đạt được năng suất cao nhất. Giống như chị Bích Thủy vừa nói đó, chúc bà con sản xuất vụ lúa hè thu này bội thu. Còn bây giờ chương trình hôm nay xin được tạm dừng lại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý diễn giả đã dành thời gian đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn tập đoàn An Nông đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt là xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.